Thưa quý vị, hôm nay ngày đầu tiên chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận nhiệt độ tại đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn sáng nay xuống 1 độ C. Hà Nội là 11 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông. Tiếp theo là các khu vực cao như Đồng Văn, Hà Giang 5 độ, Trùng Khánh, Cao Bằng 6 độ, Ngân Sơn, Bắc Cạn, Sapa, Lào Cai 7 độ, Mộc Châu, Sơn La 8 độ, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 9 độ C. Trời rét ngọt, không mưa. Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay nhiệt độ miền Bắc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống thấp do nằm sâu trong khối không khí lạnh với mức nhiệt từ 12 đến 24 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Dự báo đợt rét đậm rét hại trung bình ngày 13 đến 15 độ trở C trở xuống và kéo dài sau ngày 20 tháng 12 do không khí lạnh liên tục tăng cường. Liên quan đến những tồn tại trong sai phạm đất đai tại xã Quang Yên đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội chỉ rõ bằng bản án hình sự phúc thẩm số 95 ngày 2 tháng 10 năm 2015. Những cán bộ xã có liên quan đã bị tuyên phạt và chịu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu hồi đất, giao đất trái pháp luật. Thế nhưng hàng chục năm trôi qua, quyền lợi chính đáng của các hộ dân có liên quan vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Phải chăng cơ quan các cấp của tỉnh Vĩnh Phúc đang loay hoay bất lực để tìm cho ra phương án đảm bảo quyền lợi cho người dân? Đây là công văn 2109 của Ủy ban Nhân dân huyện Sông Lô, ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2023 sau những phản ánh của VTC14. Trong văn bản nêu rõ, khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện giải quyết các trường hợp còn vướng mắc khó khăn theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện và các kết luận thanh tra. Đối với các hộ đang tranh chấp đất do chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Quang Yên tổ chức làm việc với các hộ, vận động các hộ tự hòa giải, tổ chức hòa giải theo quy định của luật đất đai năm 2013. Yêu cầu có báo cáo nội dung này về Ủy ban Nhân dân huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 10. Thế nhưng, theo các hộ dân, nhiều tháng trôi qua vẫn chưa nhận được thông báo nào của Ủy ban Nhân dân xã Quang Yên. Tôi thì tôi không biết, tôi chỉ biết gia đình tôi không có một cái ý kiến gì của xã, của huyện cả. Không có một thông tin và không một cuộc điện thoại, tôi chưa biết còn gì, đời tôi vẫn chưa, vẫn như trước, như bao nhiêu năm nay tôi đòi 20 năm nay đòi đất. Theo tôi là rất bức xúc, chính quyền địa phương là rất là coi thường mấy huyện là đã có văn bản như thế mà không thực hiện, đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Chính lấy ra là họ tự họ lấy, mà tự ép cho chúng tôi là ý là cũng chỉ có nói bằng mồm là cho cái đất thầu trong tận chân núi. Mà đất thầu, rồi đất thầu thì vẫn của nhà tôi, mà tôi giả lên cho nhà nước. Để trả lời cho những thắc mắc của các hộ dân, VTC14 đã có buổi làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân xã Quang Yên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Yên cho biết, sau khi nhận văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện Sông Lô, Ủy ban Nhân dân xã đã ra văn bản 589 ngày 13 tháng 10 năm 2023 báo cáo về tiến độ xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn xã. Tuy nhiên, liên quan đến nội dung của Ủy ban Nhân dân huyện về việc tổ chức hòa giải giữa các hộ đang tranh chấp đất do chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân xã Quang Yên vẫn chưa thực hiện. Bây giờ họ yêu cầu phải chứng minh cái vấn đề đó. Chứng minh ở đâu thì bây giờ có quyết định, đúng không ạ? Phải có phương án đền bù. Thì chính chúng tôi không có cái đó. Đấy, chúng tôi đang không có cái đấy. Mà chỉ có đi xác minh qua, tức là gọi là qua trưởng thôn tại thời điểm lúc đó là đã chứng minh cho cái việc là đã được chuyển cái thửa ruộng của ông Nguyễn Văn A này sang cái vị trí thửa ruộng của ông, nhưng mà nó là đất quỹ 2. Và như tôi nói, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ rà soát từng trường hợp như thế này. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức để cho hai bên sẽ ngồi lại với nhau. Và có thể là sẽ ngồi để nói chuyện và trên cơ sở hòa giải với nhau. Nếu được thì đó là một cái, chúng tôi cho rằng là đấy cũng là một cái mà hướng đi mà rất là tốt. Mong rằng là các hộ dân cũng nên là ngồi lại với nhau để chúng ta cũng nhìn nhận lại cái công việc mà đã trải qua. Bây giờ cùng nhau cùng với chính quyền địa phương để tháo gỡ những cái khó khăn như này. Đây chính là một cái tồn tại của cái khi mà giải quyết cái việc này, vụ việc này. Khi bản án hình sự đã không xem xét đến cái lĩnh vực vậy và giao lại cho Ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc cũng như Ủy ban huyện Sông Lô phải giải quyết, nhưng hiện tại họ vẫn không giải quyết dứt điểm được cái đó. Cho nên đây là một cái nhức rối cho người dân và Ủy ban huyện Sông Lô có nghĩa vụ phải tiếp tục giải quyết. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Quang Yên cho biết cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác minh,
do không có cơ sở chính thức bằng các giấy tờ liên quan như quyết định giao đất, phương án đền bù đất, khiến cho việc giải quyết còn kéo dài. Và cho đến nay, việc hòa giải giữa các hộ đang tranh chấp đất do chưa thực hiện giải phóng mặt bằng vẫn đi vào bế tắc. Tổ chức hòa giải chỉ nằm trên giấy. Kè chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Hà và Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sạt lở, đảm bảo an toàn tài sản và đời sống cho người dân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác. Tàu đang tập trung huy động tối đa phương tiện cơ giới, nhân lực tổ chức thi công xuyên đêm để đảm bảo tiến độ. Hạng mục công trình kè chống sạt lở đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện tuyến đường dọc bờ kè với chiều rộng khoảng 7,5 mét. Tăng cường tức là xe máy, thiết bị, nhân lực, rồi thi công tăng ca kể cả ban đêm để đảm bảo tiến độ chung dự án. Thì cơ bản là ủy ban nhà thầu sẽ thi công đến 31 tháng 12 này, thì những hạng mục chính của công trình sẽ cơ bản là hoàn thiện. Sau đó là nhà thầu sẽ thi công những hạng mục phụ cho để tập trung cho dự án. Dự án kè chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua các xã Tịnh Hà, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh được triển khai thi công từ tháng 4 năm 2023. Tổng chiều dài của công trình kè là khoảng 5.128 mét, gồm xây mới trên 4.000 mét và sửa chữa nâng cấp 1.115 mét. Công trình có tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Để công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, chủ đầu tư thường xuyên xuống hiện trường đi kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công. Hiện nay thì cái điều kiện thời tiết rất là thuận lợi. Nhà thầu đã tan ca trên công trường. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo tư vấn giám sát là phải có mặt 24/24 để giám sát chặt chẽ về chất lượng, đảm bảo cho công trình vừa là chất lượng vừa là thẩm mỹ, để bàn giao công trình đưa vào sử dụng có hiệu quả. Các hạng mục chính của kè chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua các xã Tịnh Hà, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh đang hoàn thiện các khâu cuối cùng. Khi hoàn thành, ngoài việc chống sạt lở còn góp phần phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị Tịnh Hà. Thưa quý vị, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi vừa cho biết, theo kế hoạch trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra đột xuất bất ngờ những phương tiện chở đất trên tuyến đường tại thị xã Quảng Yên. 37 xe quá tải khi chở đất cơi nới thành thùng, tài xế không có giấy phép lái xe bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, ngoại lệ. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành kiểm tra trọng tải các xe và kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của các lái xe. Kết quả kiểm tra cho thấy không có trường hợp nào vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Có 37 trường hợp vi phạm quá tải trọng, trong đó có 9 trường hợp vừa vi phạm quá tải, vừa vi phạm cơi nới thành thùng xe. Thậm chí có xe quá tải tới 300%. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đúng theo quy định, sai tới đâu xử lý tới đó. Sau khi có kết luận, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ có báo cáo Bộ Công an trước ngày 30 tháng 12. Ông Nơi cũng khẳng định, không chỉ vụ việc này mà từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ kiểm tra đột xuất toàn bộ những dự án có phương tiện chở đất trên địa bàn. Rạng sáng 16 tháng 12 tại vùng biển Thổ Chu,